Vui thay mùa Phật đản lại về, mang theo không khí hân hoan bao trùm khắp chốn. Từ nhiều ngày nay, các Phật tử hăng say và hoan hỉ chuẩn bị cho đại lễ Phật đản. Đúng theo chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mọi người tất bật với việc trang trí chùa, treo cờ hoa rực rỡ. Từng việc nhỏ đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và cẩn thận, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhìn những bông hoa hướng dương rực rỡ, hoa màu gà đỏ thắm, hoa cúc vàng tươi đang được chuyển dần đến các tiểu cảnh trong chùa, lòng người như được tô điểm thêm sắc màu tươi mới. Bật mí cho mọi người biết, những bông hoa này là do chính bàn tay khéo léo của Phật tử tự tay trồng và chăm sóc. Ai cũng đặt vào đó tình yêu thương và niềm hoan hỉ đối với công việc của mình. Ai cũng ấp ủ một tâm niệm thiêng liêng, đó là dâng lên Đức Từ Phụ nhân kỷ niệm ngày thánh đản của Ngài. Để giờ đây, các loài hoa đã nở rộ, sắc vàng rực rỡ của hoa, hòa quyện cùng sắc xanh của lá cây, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, an bình và thánh tịnh. Bức tranh ấy khơi dậy niềm tin và lòng tôn kính đối với Đức Phật trong lòng người con Phật. Cùng với những người con Phật trên khắp cả nước, các Phật tử chùa Ba Vàng đều hướng tâm thiện lành và tôn kính để tổ chức kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian, người là mặt trời Phật pháp soi sáng con đường giác ngộ cho chúng sinh. Và chúng ta tự hứa với mình, dù ra sao cũng luôn hướng về mặt trời Phật pháp, hướng về điều thiện như những đóa hoa hướng dương tươi đẹp. Kính mừng Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024.